Rất vui được gặp lại quý vị trong video tiếp theo của nhà đất Hồng Sơn. Buổi chiều tối hôm nay mình đang có mặt tại phường An Phú thuộc thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, kế bên gần vòng xoay An Phú và con đường Lê Thị Trung, để review cho khách hàng một căn nhà một trệt hai lầu đúc 3 tấm. Căn nhà này có diện tích cực rộng. Diện tích của căn nhà này chiều ngang 5m và chiều dài 20m và có hướng đông nam mát mẻ. Nhà này cách con đường lớn chỉ khoảng 100m thôi, cách chợ khoảng 200m. Nhà có hướng đông nam, cách vòng xoay An Phú khoảng 1km. Bác nào có nhu cầu đi xem, alo cho em. Em sẽ dẫn vào xem nhé. Hẹn gặp em ngay vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem. Căn nhà này mình có thể vừa ở vừa mở văn phòng công ty, kinh doanh buôn bán đa ngành nghề luôn. Căn nhà đang được bật điện sáng này. Mặt tiền được chủ nhà thiết kế theo dạng Roma. Đây nha. Căn nhà này có con đường phía trước, đường nhựa rộng khoảng 8m, vỉa hè mỗi bên là 2m. Đây này. Đường rộng nha. Bây giờ em sẽ tiến gần tới căn nhà để cho quý vị mình cùng xem nhé. Đây là mặt tiền chính căn nhà này. Mặt tiền Roma, ngang 5 dài 20, có hướng đông nam. Cách vòng xoay An Phú chỉ khoảng hơn 1km thôi. Công năng sử dụng căn nhà này gồm gara đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 5 phòng ngủ, 5 phòng vệ sinh, phòng giặt, phòng thờ và có sân thượng phía trước cực rộng luôn. Cửa chính của căn nhà này được chủ nhà làm 3 lớp cửa nhé. Lớp ngoài cùng đây là một lớp cửa sắt đúc, được chủ nhà cắt CNC rất là đẹp này. Cắt CNC nhá, hình con công. Phía trong mình có thêm một lớp cửa cuốn đúc thứ hai. Và phía trong cùng kia có một lớp cửa sắt, được chủ nhà sơn giá gỗ rất đẹp. Ngoài đây mình có sân đậu xe hơi. Ở đây mình có sân xe hơi nhé. Đậu đây vô tư. Phía trên của gara đậu xe hơi được chủ nhà đúc bê tông cốt thép nhé. Phía trên chủ nhà làm sân thượng. Một xíu nữa mình sẽ lên trên quay toàn cảnh sân thượng và khu này cho quý khách hàng mình cùng xem này. Ở gara xe hơi này cũng có giếng trời lấy sáng luôn nha. Trong đây là lớp cửa thứ ba, được chủ nhà sơn giả gỗ này. Đây mình có thêm lớp của cuốn đúc đây nha. Nhà 3 lớp cửa. Di chuyển vào trong phòng khách. Ở đây có phòng khách rộng nha. Chủ nhà lót gạch bóng kính giả đá khổ 80. Ở đây có tủ tivi cũng như các kệ trang trí ở ngay phòng khách này. Phía trên mình có hệ thống trần chỉ thạch cao, hệ thống đèn led, đèn trang trí ngay đây. Hai bên vách được chủ nhà trang trí bức tranh lớn này nha. Và vách được chủ nhà ốp gạch lên tầm khoảng 1m4. Bây giờ mình di chuyển vào trong khu bếp nấu ăn này để xem toàn cảnh trên nhé. Căn nhà này do chính chủ xây để ở, nhưng do điều kiện công việc bán lại căn nhà này cho quý vị mình nhé. Khu bếp nấu ăn này rất rộng nha. Ở đây mình có thể kê một bộ bàn ăn 4 ghế đến 6 ghế thoải mái ở đây. Bên đây mình có tủ lạnh hai cánh này. Để được tủ lạnh hai cánh đây nhá. Ở đây có dàn tủ bếp rất là lớn, có tủ rượu mini ở đây luôn. Phía trên đây mình có trần chỉ thạch cao, đèn led, đèn chiếu sáng ngay ở không gian của căn bếp này. Di chuyển phía cuối mình có phòng ngủ ở dưới nhé. Ở giữa đây mình có phòng vệ sinh này. Đây mình có phòng vệ sinh ở tầng trệt này nhé. Đây mình có phòng ngủ ở dưới này. Phòng ngủ này rộng khoảng 20m² luôn nhé. Và phòng ngủ này có phòng vệ sinh riêng trong phòng luôn này. Ở đây là giếng trời nhé. Cửa phòng ngủ đều được chủ nhà làm cửa gỗ sồi,
Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên và quý vị mình cùng nhìn lại không gian của tầng trệt một lần nữa nhé. Quý khách hàng đang xem, nếu chưa đăng ký kênh thì vui lòng ấn đăng ký kênh để tiện theo dõi và nhận được những video mới nhất mình đưa lên để cho quý vị mình cùng tham khảo nhé. Và bác nào có nhu cầu đi xem thì vui lòng alo cho em theo số điện thoại 0973 114 255. Hẹn gặp em ngay ở vòng xoay An Phú, em sẽ dẫn vào xem căn nhà này. Ngay vòng xoay An Phú nhé. Nhà ngang 5 dài 20. Căn nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là ok nhé. 4 tỷ 500 triệu đồng cho căn nhà. Mặt tiền đường, kinh doanh buôn bán. Đây mình có phòng ngủ thứ hai nhé. Gạch trên đây được chủ nhà lót gạch giả đá rất là đẹp nha. Đây là loại gạch loại 1 cao cấp. Đây mình có phòng vệ sinh thứ hai. Đây là phòng ngủ thứ ba này. Mình sang phòng ngủ thứ tư nhé. Phòng này rộng khoảng 30 mét vuông thưa quý vị. Có sân thượng phía trước này. Cửa hai bên. Phía trước mình có sân thượng đấy nhé. Sân thượng rộng rãi, mình có thể trồng cây, ngồi uống cà phê, ngắm cảnh ở đây nhé. Sân thượng rộng khoảng tầm 30 mét. Bây giờ mình cùng di chuyển lên trên này. Quý khách hàng nào đang có nhu cầu mua nhà sắp tới hoặc đang có nhu cầu xây nhà sắp tới thì có thể lưu video của mình về để lúc cần mở ra xem nhé. Nhớ lưu video và lưu số điện thoại của mình về để nếu nào đi xem được alo cho mình. Hẹn gặp mình ngay ở vòng xoay An Phú. Nhà ngang 5 dài 20. Hướng Đông Nam, cách vòng xoay An Phú khoảng hơn 1 km. Đây là phòng ngủ thứ tư nhé. Bên đây có cửa sang giếng trời này. Ở phía cuối mình có sân phơi để máy giặt. Đây mình để máy giặt đây nhé. Bên đây mình có phòng vệ sinh luôn này. Phòng vệ sinh thì cũng như phòng vệ sinh dưới thôi. Sang phòng thờ phía trước. Đây phòng thờ rộng rãi này. Trên đây rất là mát mẻ nhé. Mình xin được nhắc lại là căn nhà này có diện tích là ngang 5, dài 20, có hướng Đông Nam. Cách vòng xoay An Phú khoảng hơn 1 km. Nhà này đang được chủ nhà kêu với mức giá rất là mềm, chỉ 4 tỷ 500 triệu đồng cho căn nhà mặt tiền đường, thông buôn bán, kinh doanh rất là tốt nhé. Đây, phía trước này. Đường lớn này nhé. Ở đây mình có thể mở văn phòng công ty rất là tốt nha. Rồi, cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi video. Mình xin được kết thúc video tại đây.